Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì vẫn là chủ đề squishy, nhưng ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chiếc squishy hình xương rồng. Nó rất là đơn giản thôi, nhưng có thể nhiều bạn chưa biết. Nên là ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn. Dụng cụ của mình thì chỉ dùng gồm này: bút màu, băng dính trắng và bông. Các bạn cùng theo dõi kênh của mình, cùng theo dõi bắt đầu mình làm nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là một chiếc squishy hình dây rồng nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc squishy hình cây xương rồng. Trước tiên thì mình sẽ dùng bút đen, bút màu đen này, để mình vẽ phác thảo hình cây xương rồng trước nhé. Cây xương rồng của mình thì mình sẽ vẽ này, mình sẽ vẽ lại xương rồng tròn đi, xương rồng tròn. Và nó đầu tiên nó sẽ có như thế này này, một cái hình như thế này. Ok, chậu này, xương rồng mình chỉ sẽ có cái mắt đen, một bông hoa nhỏ nhỏ trên đầu. Đó. Cái chậu của mình thì mình sẽ tô một chút màu, đầu tiên là màu xanh lá cây dành cho xương rồng này. Xanh. Mình sẽ điểm một chút. Sẽ tô màu bông hoa màu hồng. Và cái chậu thì tím nhé, tím mộng mơ. Tím mình sẽ tô màu tím, mình sẽ tô hết màu tím luôn đi. Là mình đã có chậu xương rồng màu tím rồi nha, mình sẽ điểm một chút. Đó. Giờ mình sẽ gập đôi này, gập cái chậu xương rồng này lại và cắt. Những cái công đoạn này thì mình nghĩ làm rất là nhanh ấy, bạn nào cũng có thể làm được, mà nó rất là đơn giản vì là thật ra thì cũng không phải là ai cũng có điều kiện để mà mua squishy, với cả chiếc squishy mình tự làm ấy thì bao giờ nó cũng thích hơn là squishy mình mua, rồi vì là mình tự vẽ mình làm ấy thì nó thủ công với cả nó theo ý thích của mình hơn. Mình thích làm squishy gì nó cũng có squishy đó. Khi mà đã cắt xong rồi thì mình sẽ dùng băng dính. Mình sẽ dính
Mình sẽ xin thế này nha. Rồi. Sau đấy thì cắt. Cắt bớt đi này. Mình nghĩ là nó cũng không cần thiết phải dài như thế. Sau khi mình đấy, bây giờ mình sẽ cắt nhỏ này. Bây giờ mình sẽ cắt nhỏ lại để chia. Để khi dán squishy nó sẽ dễ hơn. Khi dán băng dính lại. Các bạn cắt nhỏ ấy thì nó sẽ khi làm nó sẽ nhanh hơn. Rồi. Bên trước này. Bây giờ mình sẽ gập này. Mình sẽ làm thêm cho nó nhỏ thêm một đoạn rồi mình mới nhét nhá. Nhét bông này. Thì mình rút kinh nghiệm nhiều lần ấy, thì mình để to quá đến lúc mình làm ấy nó khó. Cho một chút nhỏ này này. Mình sẽ bắt đầu nhồi bông này. Khi mà đã nhồi bông xong thì chúng ta bắt đầu tiếp tục dán lại này. Cái này phần này của mình nó bị hở, mình sẽ thêm một miếng băng dính nữa. Của chúng ta này. Đó, tăng dần đều nhé. Đây là chiếc squishy mình vừa mới hoàn thiện xong đây các bạn ơi, là hình chiếc squishy hình xương rồng màu xanh và màu tím cực kỳ là dễ thương. Thì các bạn thử xem này. Đó. Đây. Mình làm này nó chỉ bằng những cái đồ vật đơn giản thôi là chúng ta đã có một chiếc squishy để chơi rồi. Dành cho những bạn nào mà khó khăn và không có điều kiện để mua. Và chúng ta làm như này thì cũng có thể là mình, các bạn thích hình gì ấy, thì nó sẽ có ra gì hình đấy. Bây giờ thì các bạn cùng thử cùng làm với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video sau. Cảm ơn các bạn. Bye bye.